Xin chào quý vị các bạn, lại tiếp tục hành trình giao cơm không địa chỉ. Hay là hôm nay mình nghĩ ra một cái challenge cho mình đi, tức là làm sao mình giao đủ cho năm người công nhân vệ sinh đi ha. Chị ăn cơm chưa chị? Chưa hả? Anh nhớ chỗ đó có một cái chỗ mà họ tập kết rất nhiều anh chị em công nhân vệ sinh đó được đó. Quà lì xì cho hai anh chị nha. Rồi anh gửi em hộp cơm nha, biết hộp cơm. Oh. Tớ tè. Xin chào quý vị các bạn, lại tiếp tục hành trình giao cơm không địa chỉ. Ủa nó không có bảo hiểm đúng rồi. Rồi đây, chiếc nón quen thuộc nhất là có cái cục trên đây nha. Nhìn nó giống như là mấy vé màn phiêu lưu ký vậy đó. 12:15 rồi. Hôm nay mình phải để xem coi hôm nay mình đi bao nhiêu phút hàng. Với lại cái thứ hai nữa là hôm nay đi hơi trễ vào cái buổi trưa, tại vì sáng nay nhiều việc quá. Nhưng mà mình tin chắc rằng cái giờ chính ra, kể cả cái giờ này luôn vẫn chưa có người ăn trưa đó quý vị các bạn. Thậm chí mình chạy tới đoạn 1 giờ vẫn chưa có người đó. Nào, thôi bây giờ đi tuyến nào? Thôi có lẽ chúng ta đi dạo một vòng Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn. Ten ten ten. Yo! Go! Rồi, đây là tuyến đường quen thuộc. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nhé. Chắc mình đi hôm nay mình đi ra cái chỗ đường gần bến Bạch Đằng á. Anh nhớ chỗ đó có một cái chỗ mà họ tập kết rất nhiều anh chị em công nhân vệ sinh ở đường đó. Chị ăn cơm chưa chị? Dạ, chưa hả? Cơm không anh? Ăn cơm anh hả? Anh rồi. Anh có chỗ em có người già, người có người dặn giao trước rồi. Biết, ăn cơm gì? Rồi đây. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Hả? Ồ, no, ok. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok. Ủa, trưa vẫn làm hả? Dạ, em theo dõi kênh anh nhiều lắm. Đây. Cảm ơn anh. Rồi, anh đi xì chút xíu lên anh nha. Ủa, sao? Sao nhìn ra mình được hay vậy? Dạ, em nhìn ra em đặt em xem cho anh nhiều quá. Dạ, có người dặn trước anh. Dạ, bữa nào đi anh nha. Dạ, coi như duyên gặp nhau. Dạ. À, đấy cái gì các bạn ơi, hôm nay là nó cũng có hai người tới, một anh là bảo vệ, một anh thì còn thanh niên trai tráng rất là khỏe hả. Nhưng mà thật sự thì cái này là do anh cổ lỗ màng ảnh giao nhiệm vụ cho mình. Cho nên hãy anh giao là ở đâu mình thấy có duyên thì mình ghé lại nha. Chứ cũng muốn giúp cho tất cả mọi người nha, chứ thật sự luôn á, tại vì ai cũng cần ăn cơm thôi, buổi trưa hết mà. Họ khó khăn thì họ mới nhờ mình. Mình không biết nói làm sao mình họ mới cần cái hộp cơm của mình, nhưng mà thật sự chỉ có 5 hộp thôi. Chụp tấm hình đó. Trời ơi. Ủa sao mà nhìn thấy sao biết anh nữa? Dạ, sao nhìn thấy anh nữa? Cái việc em rất là ngưỡng mộ anh.
Ôi ôi. Cho chị xin tấm hình đó. Chụp giùm đi nhanh đi để. Kìa có chân kìa đứng ngay chỗ đã ngay chỗ tòa đại sứ quán Mỹ họ dạ, đuổi kìa. Dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh giúp những mảnh đời khổ rồi này kia em rất quý. Ừ. Dạ. Thôi em cố gắng giữ sức dạ, khỏe nha. Cảm ơn anh rồi chứ em. Dạ. Ok em. Rồi đi để dạ, anh, dạ. Đang đứng ngay lãnh sở đại sứ quán là họ đuổi đó. Go 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 nhanh nhanh go lên xe. Thật ra là chắc là quý vị và các bạn nếu mà có để ý thì sẽ thấy rằng là trong tất cả các tập của Giao Cơm Không Địa Chỉ, tập nào cũng có ít nhất là một anh hoặc một chị công nhân vệ sinh, đúng không ạ? Thật ra là mình đã có ý đồ chứ không phải là không có ý, tại vì mình thấy các anh chị công nhân vệ sinh đó, cực khổ lắm. Trong các cái series khác mình chưa có điều kiện để giúp đỡ trực tiếp thì mình cũng mong rằng thôi cái series mà Giao Cơm Không Địa Chỉ này cũng đến được tay của một số anh chị em làm cái công việc mà thật sự không mình nghĩ là không có bao nhiêu người muốn làm, đó là công nhân vệ sinh. Trưa nắng như thế chang chang, trưa nắng như đổ lửa mà các anh chị vẫn phải đi đổ từng bịch rác, phải đi gom rác. Hay là hôm nay mình nghĩ ra một cái challenge cho mình đi, tức là làm sao mình giao đủ cho 5 người công nhân vệ sinh đi ha, đúng không nghe sợ chưa, cho nó lạ lạ đúng không. Đây, quẹo đây. Xuất sắc không? Thấy tôi mắt tôi tin chưa? Chị ăn cơm chưa chưa? Dạ, ăn rồi anh. Ăn rồi hả? Dạ. Ồ. Tưởng chị ăn cơm kiểu là gửi biếu chị một... Rồi vậy thôi. Dạ. Ăn cơm rồi thôi đây biếu gửi biếu chị. Nha, lì xì chút xíu nha, của anh cổ lỗ màng, ảnh lì xì, ảnh gửi á. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, chào chị nha. Nga ơi, chắc phải thêm một bao nữa Nga ơi. Chị không ăn cơm. Chị không ăn cơm, anh đưa một bao rồi. Dạ. Em mới bỏ vô thêm một bao nữa đi. Vậy là hôm nay là mình sẽ có 6 bao. Rồi mình còn 4 phần nữa. Chạy đi, chạy đi. Ô. Lâu lâu mình đổi thôi, kiểu này cũng vui á hả, cũng hay á. Có thể là tập thì mình xác định là challenge là giao cho 5 người công nhân vệ sinh giống như hôm nay, rồi có tập thì giao cho 5 chú bảo vệ, có tập thì giao cho 5 cô ve chai, có tập thì giao cho 5 gì đó người vé số, kiểu dạng vậy. À ha, nói chung là cứ phải tự thay đổi nội làm mới mình để cho có khán giả có nhiều cái coi chứ.
Rồi phía trước có một người. Có một anh, có một anh. Anh ấy đang quét khí thế luôn, anh ấy không có để ý, không có màng gì tới mình hết. Không biết, mình cũng không biết anh ăn cơm chưa nữa. Ăn cơm chưa em trai? Ăn rồi hả? Tưởng chưa ăn cơm anh gửi hộp cơm. Ai chà chà. Ok vậy thôi đi tiếp. Rồi mình thấy chắc phải cố gắng đi tiếp thôi chứ sao ha. Chết cha rồi đó, đi giờ này 12 rưỡi là hầu hết mọi người ăn cơm hết rồi đó. Rồi bên tay trái nữa, không tin nữa, phía trước từ xa luôn á mà mình đã thấy rồi nha bà con. Phía bên tay trái cũng có một anh công nhân vệ sinh. Ôi chết rồi, nãy đi quên lì xì ảnh rồi. Nếu mà không đưa cơm được thì thôi mình đi đúng 5 người lì xì hết, xong mình mang cơm cho mình ăn luôn. Từ từ nha. Đi ngược chiều hơi căng quá. Chú ăn cơm chưa chú? Chú ăn cơm chưa? Dạ gửi chú hộp cơm nha. Thành công rồi bà con ơi. Cứ sợ. Đây chú ơi, con gửi biếu chú hộp cơm. Có quanh có với lại một tí quà lì xì của rồi đây gửi chú nha. Rồi chúc chú sức khỏe nha. Dạ dạ. Trời chú 12 rưỡi mà chưa ăn hả chú, trễ vậy? Dạ. Dạ, em chào anh. Anh bao nhiêu tuổi anh? Dạ 49. 49 hả? Vậy là nhỏ hơn mình luôn á. Cái giọng anh thấy quen ta. Quen không? À, anh cái giọng anh giống Cô Lô Man đó hả? Dạ. Cô Lô Man đó. Dạ đây. Tại em có chương trình trên YouTube của anh thường lắm. Trời ơi, 49 mà nhìn già háp hơn tôi vậy trời. Khổ quá à. Khổ. Trong con ăn anh. Dạ dạ. Trong. Anh ở đâu, nhà anh ở đâu, quận mấy? Dạ em ở quận 7. Quận 7 hả? À ok. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm nghỉ tay ăn cơm xong rồi ấy nha. Dạ, em chào em nha, vui nha. Dạ. Coi như có duyên ha. Nghe cái giọng quen quá. Trời ơi, nó nhận ra giọng tôi hay vậy trời. Em còn cái kênh trên YouTube của anh còn thường lắm. Ok. Mới nghe thấy quen quen. Tức là em Minh dịch vụ công ích quận nhất hả? Dạ. Ờ, ok rồi. Thôi anh đi nha, rồi. Chào tạm biệt ha. Sức khỏe nha. Rồi để anh còn mấy người nữa. Hôm nay đã đi kiếm mấy người công nhân vệ sinh. Đó, quý vị các bạn thân mến, giữa trưa nắng, ngay trên con đường Đồng Khởi, thơ mộng đẹp như vậy, vẫn có những người làm những công việc mà phải nói là vô cùng vất vả như thế. Để làm sạch, để làm đẹp cho thành phố. Thành phố mình đẹp là nhờ những người là những cái người công nhân vệ sinh như vậy đó. Đáng yêu không bà con? Mình đôi lúc đó mình ngẫm nghĩ cuộc sống nó đúng là nó muôn màu muôn vẻ. Đây phía trước mặt đây cho anh nói nè. Ôi đông quá. Chết cha. Hơi đông. Chắc dịp nào. À có hai người áo cam. Áo cam mới là đúng.
Ồ, anh chị ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi. Ăn rồi hả? Thôi theo đúng như quy định đi hả? Ăn rồi thì mình gửi. Không gửi cơm được thì gửi quà lì xì cho hai anh em, hai anh chị nha. Rồi xong, tôi ôm hai hộp cơm này luôn. Hết rồi, rồi, ok rồi. Thế anh chào nha. Hai anh em mình công ích quận nhất luôn hả? Đây là kết quả của đi trễ. Cái gì các bạn thấy không? Kết quả của sự đi trễ. Và bây giờ thì cơm thì để coi còn mấy phần nha. Cơm thì còn tới 3 phần. Cơm 3 phần sao hôm nay coi như là thôi lát nữa chắc về tự xử luôn. Chứ giờ sao giờ? Cơm thì còn 3 phần, còn ngon trong khi á bao lì xì 5 bao về chứ còn 6 bao chứ còn có 1 bao thôi. Chị giờ sao theo quý vị các bạn thì comment lên sao? Không biết làm sao luôn. Thôi thì tùy duyên đi ha. Nói tóm lại như vậy bây giờ thì mình chỉ có thể gửi thêm một hộp cơm nữa. Thôi mình có thể gửi cơm đi nhưng mà thôi, để chắc mình phải đi mình kiếm chỗ mình mua cái bao lì xì mình bỏ vô. Chứ giờ sao giờ, miễn sao phải cho đủ hết. Này là 6 bao lì xì đã còn con bao á, còn 3 hộp cơm. Nghĩa là sáng giờ phát mới có thành công có phát thành công mới có 2 hộp à. Đi trễ quá người ta ăn hết trơn rồi. Thôi đi tiếp. Làm sao phát hết thì thôi. Hết Nga ơi. Đó rồi, phải đổi rồi nữa rồi. Còn 2 hộp cơm lận. Đổi thêm 2 bao nữa. Thôi đi, em đi ra ngay chỗ chợ cũ á, em đổi. Thôi xui. Thôi cứ đợi đợt này nếu mình không phát hết cơm là giờ ăn cơm ăn vàng luôn, ai bảo đi trễ. Đây. Rồi, thôi đi rồi lên nhé. Kìa kìa, trước có 2 xe kìa. Ồ, ở khu vực này nhiều quá trời luôn. Ăn cơm chưa em trai? Rồi, anh gửi em hộp cơm nha, biết hộp cơm. Rồi, vậy là còn 2 hộp. Này trễ quá hả, 12 rưỡi mà chưa ăn cơm. Okay. Rồi đây đi xe em nha. Ok em trai ăn cơm chưa cô? Dạ đây em gửi biếu cô hộp cơm nhé. Dạ cô ơi, con gửi cô lì xì cô ít tiền nè. Rồi con gửi biếu cô. Dạ, dạ. Ô, có dừng xe này con. Rồi như vậy là còn một hộp. Đây phía trước cũng có một anh đang. Chạy lên hướng kia. Cái gì các bạn thân mến, như vậy là bây giờ tới giờ phút này là còn có đúng một hộp nữa. Như vậy hôm nay là phát 5 hộp cơm mà đã phát được 7 cái bao, đã tặng được 7 cái bao lì xì. Rồi, như vậy là hôm nay là phát nó hơi lạ hơn so với mọi ngày. Mọi ngày là cứ 5 hộp cơm, 5 bao lì xì, nè hôm nay là 5 hộp cơm mà 8 bao lì xì, đây là bao thứ 8. Rồi, hy vọng là ai là người sẽ có duyên với Colorman, người cuối cùng đây. Anh công nhân vệ sinh nào hay là chị công nhân vệ sinh nào đây?
hôm nay là xác định là làm hay sẽ đi là toàn công nhân vệ sinh không, nhưng cuối cùng là cũng trong 8 anh chị hả, thì cũng có một cô bán ve chai. Cái tự mình đặt ra vậy để mình cố gắng cho vui mà, cũng đâu có cái gì mà phải bắt buộc là phải đúng vậy đâu, đúng không quý vị các bạn? Rồi thôi chạy, ở đây là ngay bên dưới ngay tòa nhà Bitexco, trời cao vời vợi luôn. Mình rất là nhỏ bé dưới một cái tòa nhà cao nhất thành phố. Ý, giờ đâu cao nhất thành phố, cao nhì ha. Thua Landmark 81 rồi. Ai chà chà, hơi khó rồi nha. Ai chà chà, hơi khó rồi nha. Giờ này mà kiếm tìm được một anh công nhân vệ sinh nữa mà chưa ăn cơm là hơi khó rồi nha. À, đây rồi. Ăn cơm chưa anh trai? Dạ rồi, gửi biếu anh hộp cơm nha. Dạ. Đi rồi, gửi anh thêm một phần quà nho nhỏ của chú cổ lỗ màng. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Cảm ơn anh. Rồi rồi, ok. Anh hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ đây 40 rồi anh. 40 hả? Ồ, có vợ con gì chưa? Dạ. Có vợ con gì không? Dạ có vợ hai con rồi. Vợ hai con hả? Người miền Trung hả? Dạ, người miền Trung. À, đây, à, vô đây năm 99. Là vô đây lúc còn nhỏ xíu luôn á. Dạ, ông hầu đó cũng 17 tuổi hả? À, quê ở đâu? Quê ở đâu nghe dòng? Quy Nhơn hả? Ồ, có về quê thường không? Dạ, có năm đám giỗ ông già vậy rồi. Thôi, cảm ơn anh. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Ok, rồi, chào em. Đấy, à, quý vị các bạn thân mến, như vậy là đã xong, hôm nay hoàn thành. Được gửi được 5 phần cơm mà đến tới 8 người lận, vui không? À, đôi lúc thì cuộc sống đó, mình phải tự đặt ra cho mình những cái thử thách nó khó khó để mình cố gắng mình làm. À, một ví dụ đơn giản thôi, hôm nay mình nói là phải đi thì có được 5 anh nhân viên công viên vệ sinh, công nhân vệ sinh là thế là cuối cùng được 7 anh. Vậy là mình cũng mang đến niềm vui chút xíu cho mọi người, cho khoảng 7 người, trong đó có thêm một người thứ 8, đó là cô bán ve chai đó. Hy vọng rằng là mỗi một ngày của Colorman vẫn tiếp tục duy trì những cái tập giao cơm không địa chỉ như thế này, một chút xíu buổi trưa nửa tiếng đồng hồ, 45 phút đồng hồ với mình thật sự là hạnh phúc, trải nghiệm được nhiều thứ, gặp gỡ thêm được một số những số phận mà đôi lúc lướt qua cuộc đời chúng ta mà chúng ta không bao giờ để ý. Họ làm những công việc âm thầm nhưng đáng yêu vô cùng và đáng trân trọng vô cùng. Hôm nay là câu chuyện tập trung là những công nhân vệ sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập kế tiếp của Giao Cơm Không Địa Chỉ.